Xin chào các anh chị, chào mừng các anh chị tới với kênh YouTube của Thế Giới Lọc Nước. Thời gian vừa qua thì cái xu hướng sử dụng các máy lọc nước ion kiềm đang tăng cao và được rất nhiều các khách hàng tìm kiếm và lựa chọn. Vậy thì trong video ngày hôm nay, em Hùng sẽ cùng các anh chị tìm hiểu lý do tại sao mà một máy lọc nước ion kiềm cần phải có chứng nhận của FDA Hoa Kỳ. FDA chịu trách nhiệm kiểm soát và giám sát chất lượng các cái sản phẩm thuộc các danh mục như thực phẩm này, dược phẩm là thuốc đấy các anh chị, các cái thiết bị y tế, các cái sản phẩm sinh học, vân vân. Đó, và tất cả các cái sản phẩm mà muốn nhập khẩu vào thị trường Hoa Kỳ thì đều cần phải đạt được cái chứng nhận của FDA anh chị nhá. Và chứng nhận của FDA là một cái chứng nhận có tiêu chuẩn cực kỳ cao và với các tiêu chí rất khắt khe bậc nhất trên thế giới. Đấy, như các anh chị thấy rằng là vaccine COVID ấy, muốn tiêm rộng rãi cho người Mỹ thì phải được FDA kiểm duyệt rất khắt khe và phải có chứng nhận của FDA trước khi tiêm rộng rãi cho người Mỹ các anh chị ạ. Và cái chứng nhận FDA ấy, nó được coi như một cái chứng nhận toàn cầu với cái độ uy tín cực kỳ cao. Và các cái nước khác trên thế giới, ví dụ như là Nhật Bản này, Hàn Quốc này, thì đều dẫn chiếu và coi rằng các cái sản phẩm mà đã đạt được chứng nhận FDA thì coi như là đã đạt được những cái tiêu chí, tiêu chuẩn và chất lượng cao nhất mà một sản phẩm cần phải có anh chị nhé. Một sản phẩm ấy mà đạt được chứng nhận của FDA Hoa Kỳ là rất là khó các anh chị ạ. Và đặc biệt là với một máy lọc nước ion kiềm ấy, mà lại được FDA chứng nhận trong danh mục thiết bị y tế giai đoạn loại 1 thì một điều vô cùng hiếm các anh chị ạ. Bởi vì những tiêu chí, tiêu chuẩn dành cho thiết bị y tế trong gia đình ấy, là những tiêu chuẩn vô cùng khắt khe. Đó. Vậy thì tại sao một máy lọc nước ion kiềm ấy, thì cần phải có chứng nhận của FDA Hoa Kỳ? Đó. Bởi vì là máy lọc nước ion kiềm không chỉ đơn thuần là một máy lọc nước mà còn là một cái thiết bị trong gia đình. Và trong quá trình sử dụng thì sẽ có cái nguy cơ là gì ạ? Nếu như cái hệ thống bản cực mà không đảm bảo chất lượng ấy, thì trong một thời gian sử dụng ấy, thì có thể có nguy cơ thôi cái kim loại nặng ra nguồn nước và ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của người sử dụng. Và vì thế, một máy lọc nước ion kiềm mà đạt được cái chứng nhận của FDA cho danh mục là thiết bị y tế danh loại 1 ấy, thì nó sẽ là một cái bảo chứng cao nhất cho chất lượng của sản phẩm và sự an toàn cho người sử dụng. Và hiện nay thì Bantech của Hàn Quốc là hãng ion kiềm duy nhất trên thế giới đạt được chứng nhận FDA Hoa Kỳ cho một cái thiết bị y tế trong gia đình anh chị ạ. Đó. Và Bantech thì là một cái hãng có 38 năm kinh nghiệm trong ngành ion kiềm. Đấy. Có rất là nhiều các cái bằng phát minh sáng chế, nhiều nhất trong ngành ion kiềm trên thế giới. Chất lượng sản phẩm đã được kiểm chứng trên người sử dụng. Và vì vậy, nếu như các anh chị mà tìm kiếm một máy lọc nước ion kiềm, đúng không ạ? Thì các anh chị gì ạ? Nên tìm kiếm những cái sản phẩm mà được FDA chứng nhận là thiết bị y tế gia đình loại 1. Và Bantech, các sản phẩm máy ion kiềm của Bantech ấy, là một cái sự lựa chọn mà các anh chị không thể bỏ qua. Bởi vì Bantech đang là cái hãng duy nhất trên thế giới được FDA chứng nhận là thiết bị y tế gia đình loại 1. Và vì vậy, nếu như các anh chị lựa chọn sản phẩm của Bantech, nó sẽ là một cái gì ạ? Một cái sự yên tâm về chất lượng sản phẩm đã được kiểm chứng bởi một tổ chức được coi là uy tín nhất trên thế giới anh chị nhá. Trong video vừa rồi, em Hùng đã chia sẻ với các anh chị về FDA Hoa Kỳ và cái tầm quan trọng của chứng nhận FDA Hoa Kỳ cho một sản phẩm máy lọc nước ion kiềm. Và hy vọng là những cái kiến thức chia sẻ vừa rồi của em Hùng sẽ hỗ trợ các anh chị trong quá trình các anh chị tìm hiểu, lựa chọn mua cho mình một cái sản phẩm máy lọc nước ion kiềm chất lượng anh chị nhá. Cảm ơn các anh chị đã theo dõi video và hẹn gặp lại các anh chị trong những video tiếp theo. Xin cảm ơn ạ.